Trước đó, trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông Trần Vũ Duy Mẫn, Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Thành Phú có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Bắc. Tại buổi tiếp xúc, qua báo cáo của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, cử tri phường Hòa Khánh Bắc bày tỏ thống nhất với nội dung dự kiến tại kỳ họp giữa năm, cũng như việc giải quyết các kiến nghị của cử tri thời gian qua. Đồng thời, cử tri địa phương tiếp tục nêu ra nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đề nghị thành phố sớm giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, vấn đề thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được cử tri nêu ra. Tôi và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc rất mong cái khu thiết kế khu dân cư Quận Thành 32 tổ 23 được sớm hoàn tất giai đoạn 2 để cái sự quản lý tài sản công phục vụ cộng đồng được chặt chẽ, có trách nhiệm và hiệu quả hơn. Là nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Hồng Phước, theo tôi được biết, nhà văn hóa cộng đồng ở xóm cũ đã giải tỏa phố gỡ từ năm 2019 cho đến nay là 4 năm, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được cái nhà văn hóa để mà cộng đồng để mà sinh hoạt của khu dân cư. Cử tri phường Hòa Khánh Bắc cũng nêu ra một số bất cập trong thực hiện chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư hiện nay. Việc dự án chậm triển khai ảnh hưởng đời sống người dân vẫn chưa giải quyết triệt để. Cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến giao thông xuống cấp, kể cả các tuyến kiệt ở khu dân cư, về đảm bảo điện chiếu sáng tại một số khu vực.